来 VA。 哎呀，你们 VA VU 兄弟啊，哎哎，你老爷，哎哎，你老爷呀，你孙在，哎，他叫孙啊，孙弟呢呢。Trời ơi, cái đó là quăng, cái đó là lui xuống. Quăng nó gõ gạt ai biết. Đúng rồi, đúng rồi. Đã treo quá đi, lui xuống. Dạ. Ôi trời đất ơi. Thoải mái hơn. Dạ rất thoải. Dạ rất êm. Biết chỗ của ai không? Dạ chỗ của quăng. Rồi sao? Dạ, dạ đi ra mời quăng. Có tin ta đuổi việc hai nhà ngươi không? Dạ. Đuổi gì? Coi chừng ta đó. Ta nghe bên ngoài có người đang đánh trống kêu oan. Hai người hãy ra xem sao. Dạ. Trời quan ơi, trời quan ơi, hôm nay trời mưa không có sao. Không sao, không dạ. Sao ta kêu ngươi ra xem sao á, có nghĩa là xem có ai đang đánh trống kêu oan, chứ không phải là ngắm sao trên trời đâu. Quang không nói rõ ràng ai biết đâu. Thì quang con kêu con đó ra xem sao thì con ra coi sao. Con mới chạy vô đây, con thấy mưa quá không có sao luôn. Nhiều chuyện quá, truyền người đánh trống kêu quang vào đây. Dạ. Cho chuyện người vào. Đừng có ai vào đâu. Truyền lại. Dạ. Welcome to Công Đô. Thôi. Làm cái gì vậy? Dạ không, chuyện người vào. Đây là cái công đường chứ không phải cái chủ trường đâu mà mày nhảy nhót nhót. Nhảy cho nó sơm. Sơm không? Tao quýnh nhà người bây giờ. Dạ dạ dạ. Riêng lại, đàng hoàng, nết dạ. Na nền nã tình cảm. Dạ nết dạ. Na nền nã tình cảm cho quan. Truyền ơi. Dạ, tụi con vào liền. Bầu sao và miếu thì thấy kệ bà nội tao. Mày theo mày mò mò cái gì vậy? Ủa mày mắc cười quá, tao có đường thì tao đi. Tao đi đâu kệ cha tao chứ liên quan gì tới mày. Mày đừng đi theo tao, mày đi qua bên hướng kia đi. Đi đi nè. Trời đất ơi, mày làm gì vậy? Mày bớt gì vậy hả? Sao tối ngày mày dắt chanh bỏ vỏ hoài vậy mày? Tự nhiên thì mày kêu tao đi theo mày mà. Đi em mòn, để tao chào mọi người. Dạ, em xin trân trọng kính chào tất cả các anh, các chị, các em và các bạn. Vỗ tay một tràng thật là to cho nó không khí nó sơn lên. Trời ơi, em cảm ơn nhiều nha. Hôm nay em rất là vui về đây, về quê hương của mình. Toàn là những người nổi tiếng quê hương mình. Trời, quê hương mình mới dễ sợ vậy. Người nổi tiếng không à. Vỗ tay cái nữa đi. Rồi bây giờ em mới xử cái con gấu panda này. Trời ơi là trời. Coi nó kìa. Sao mày không vô rừng mày ở mà mày đi theo tao hoài vậy mày? Hả? Ừ, tao đi mắc gì liên quan gì tới mày? Mày đừng có đi theo tao, mày đứng xích ra người kia. Xích gì chứ? Bây giờ tao hỏi mày nè, tự nhiên sao mày kêu tao theo mày chi vậy? Ờ đúng rồi, mày phải đi theo tao tại mày ăn cắp tiền của tao. Trời ơi, tao không có ăn cắp tiền của mày nha. Mày ăn cắp tiền của tao, tao mày phải liên quan với tao. Mày ăn cắp tiền tao không ăn cắp tiền. Mày đừng có chối tao không ăn cắp tiền. Cái gì? Người ta đang gì lộn mày với gì? Mày kỳ cục à? Mày nói gì mày quay lại tao làm kiếm lắm. Hỗn hào hả? Ở đây là cái công đường chứ không phải cái chợ. Trời ơi, giờ nói công đường mới nói, tưởng đâu nãy giờ công trình không? Công trình cái gì mà công trình? Thì ngươi không thấy đấy hả? Trời ơi, tui mà sao không thấy Quang? Đúng rồi đó Quang. Ơi, tui! Nó bị mù. Mó. Dạ, tui Quang, nó bị mù. Quang đừng nói nữa, hồi nãy nó nói công trình. Ê,
đây là công đường chứ không phải cái vũ trường, nghe chưa? Thì ai biết đâu rồi, thì tao đuôi tao muốn nói công gì công chứ trời. Trời em lãng, ai là người đánh trống kêu quan? Dạ quan. Quỳ xuống. Quan quan, quan cho con đứng được không quan? Ủa sao vậy? Tại con đứng cũng như quỳ vậy đó quan. Không được, trước mặt quan phải quỳ xuống. Phải quỳ hả quan? Trời ơi quan ơi. Cái gì vậy? Nó nằm kêu quan. Tao quỳ nha mẹ khốn nạn gì á. Tao quỳ nha. Thấy giống nằm xe lai luôn. Mày là cháu tao đó, trong dòng họ con đó, mà nó vô được vô làm trong này cái nó hắt dịch lên nè. Im miệng. Nhà ngươi tại sao lại đánh trống kêu quan? Dạ bảnh quan. Dạ cái thằng này nó đang cắp tiền của con đó quan. Trời ơi, tao có cắp tiền của mày nha. Mày ăn cắp tiền của thằng tao mày. Có tao bù lò, tao bù lò, tao mày, không ăn cắp tiền của mày. Giỡn mặt hả? Trời ơi cái gì vậy? Mày bù lò không? Tao mẹ. Trời ơi. Trời đất ơi. Cho tao mù, tao chọi lại. Trời ơi. Mù quá trời. Quan thấy không? Quan thấy nó mù mà nó chọi trúng bóc à, quan thấy không? Ê ê, tên mù kia. Dạ. Nhà ngươi có mù thiệt hay không? Dạ, mù mù thiệt lắm. Mù sao biết lụm đồ chọi lại hắn? Dạ con là hiệp sĩ mù nghe gió kiếm. Ờ, hắn con nghe được hết á. Nghe gió kiếm mà. Dạ con nghe được hết á, nên ai chọi con là con nói chọi để đầu. Ê ê ê. Con mù. Quan, nó ăn cắp tiền của con đó quan. Ăn cắp tiền cái gì? Im lặng. Còn ta đứng ở đây mà ngươi xem như ta là người vô hình vậy đó. Hả? Quan là người vô hình nhưng con nhìn thấy quan. Người vô hình nhưng con cần đến quan. Xử án đi quan, ôi yeah, ôi yeah. Ngươi coi chừng cái mỏ của nhà ngươi đó. Trời ơi, cái mỏ của con nằm trên cái miệng của con, cần gì phải coi chừng. Giờ trời đất ơi, cái mỏ của con chứ đâu phải chó kiển nào mà chạy vòng, sợ cẩu tặc nó tắt đúng không mọi người? Dạ, cảm ơn mọi người. Trả treo hả? Dạ. Đứng đâu? Bác anh dở mồm cho ta. Dạ. Quan ơi. Trời ơi, đâu có cơ hội mà được tát ổng đâu. Anh này tát con đã tay. Quang Quang, không mấy cho con tát thêm cái nha Quang. Tát thoải mái. Vua. Mày tát hả? Mày có cơ hội mày tát tao hai lần rồi mày cũng muốn tát nữa hả? Mày vậy đi. Mày tao mà không về quê hương tao là mày chết bà mày rồi. Nghe chưa? Tên lùn kia. Dạ, dạ, đừng nói vậy con buồn lắm. Dạ. Dạ, tên không được cao kia. Dạ. Được rồi, tên không được cao kia. Dạ, cảm ơn. Chuyện tình của ngươi như thế nào, hãy kể cho ta nghe. Trời đất ơi, tôi có lấy ai đâu kêu hô chuyện tình trời. Con thù nó như là cô Long mà bị lý mặt sầu thù vậy đó. Trời, giỡn mặt nó giờ sao lấy được. Sự tình, Quang ơi. Thì ta nhầm, sự tình. Dạ. Mau kể cho ta nghe đi. Dạ, chuyện của con là như vậy. Thôi, thôi em ơi, em đừng gây chối quanh con. Ngươi nói xong chưa hả? Dạ, dạ con kể xong rồi đó. Thôi, thôi em ơi, em đừng gây chối quanh tôi. Cho tôi tìm rỡ mà không có người và quá nguy hiểm. Chỉ nghĩ đó mà còn bỏ tôi đổ chân lý. Cô mong quán vừa thân nhân tới của bạn thì thôi em ơi chỉ. Tại tôi dạy tôi ngu nó bây giờ đã khổ quay. Xui gặp gỡ nhau như ai xui gặp gỡ làm gì tơ tình đã lỡ duyên tơ ngờ ngào thôi như một chân kim. Cái con mập bấm nhạc. Trời ơi mày bấm lại chi nữa vậy mày. Trời ơi, nó đâu rồi, nó hỏi đâu rồi, không định vị được nó. Dạ. Trời ơi. Trời chắc đập nát vàng âm thanh quá. Chấp nhận đời nữa mày. Ngươi nói xong chưa? Dạ xong rồi quan. Ờ, cô Cẩm Tiên về nào trời. Nói cái gì nói quá trời nói nãy giờ mà không hiểu gì hết trơn á. Hả? Quan không hiểu gì hết trơn hả? Ờ. Mọi người có hiểu không vậy? Vậy để kể lại từ đầu. Được rồi. Ông mà kể nữa chắc tôi chết ở đây luôn quá. Dạ.
Ê, nghe ta hỏi được rồi. Dạ. Nhà ngươi tên là gì? Dạ, con tên là Bảo Liên Đăng. À, tên đẹp. Má con sanh con ra, mong muốn con được tỏa sáng như cây đèn dầu trên bàn thờ ông cố nội con. À, đèn cúng. Nhưng mà Quang có biết không, đèn mà không có dầu thì làm sao mà sáng được. Cho nên con quyết định con bỏ học, bỏ sự nghiệp, bỏ tương lai, con đi bán dầu. Và kể từ đó không ai gọi con là Bảo Liên Đăng nữa, mà gọi con là chú bé bán dầu. Hai, xin chào chú bé bán dầu. Chào chị. Rồi từ đó tương lai của người có sáng chưa? Dạ sắp sáng. Thì gặp thằng khốn nạn này. Dạ Quang. Con, nó lấy tiền của Quang con ơi. Quang ơi. Con không có lấy Quang ơi. Nó ngu kìa, người có lấy tiền của hắn không? Dạ không Quang ơi, con không bao giờ con muốn lấy tiền của ai hết, dù rằng con đi ăn xin. Trời đất ơi, nó đi ăn xin mà nó không lấy tiền của ai kìa. Rồi tại vì ba mẹ con có dạy là nghèo cho sạch, cắt cho thơm Quang. Có sạch đâu? Không. Có thơm không? Khu quắc à? Vừa. Ta thấy trong chuyện này có chuyện gì ẩn khuất, người hãy kể sự tình của người cho ta nghe. Dạ sự tình của con là như vậy Quang ơi. Giờ ta chẳng còn chi, mãi trắng tâm mà thôi. Đời bạc gian lắm phũ phàng, tiền có kiếm như lưỡi rồi cũng sẽ trôi hết. Tay không trắng tay lại về không. Đời cứ lưu ra thế, không biết đến ngày mai. Nên giờ đây mới đáng cay. Ngồi trước tấm gương sáng rọi vào đó mới thấy thân xác hoang tàn không nhận ra. Ôi à, bài, quân bài nè, các người nè, qua đây. Ta đã nghiêm cấm đánh bạc với mọi hình thức, tại sao còn bài ra cái trò này hả? Dạ, tụi con đâu có đánh bài đâu Quang. Chứ làm cái gì? Tụi con đang minh họa bài hát cho nó mà. Minh họa cái gì? Dạ, ngày xưa nó giàu lắm Quang, mà nó mê cờ bạc biết, mà nó nghèo xuống phải đi ăn xin luôn đó Quang. Dạ đúng rồi Quang, ngày xưa con giàu lắm, giàu nhất xứ này luôn. Mà tại vì con ham mê cờ bạc kiếm đỏ đen nên con nghèo. Nhưng mà không phải vậy mà con đeo cắp, con không có ăn cắp Quang ơi. Người đã không biết thành tâm hối cõi mà còn đi lấy tiền của tên bán dầu nữa. À, con không có lấy, con không có lấy Quang ơi. Được rồi Quang, một buổi sáng con vừa mở hàng ra, cái có một thằng đuôi đi qua, đi lại, đi qua, đi lại. Mua dầu nó không mua, xin tiền nó không xin, mà nó nhìn chằm chằm vào con. Khoan đã, ngươi nói là hắn bị mù mà sao hắn nhìn chằm chằm vào ngươi được? Ủa con nói nó nhìn chằm chằm vào con chứ con đâu nói nó thấy con đâu. Ủa vậy là hắn có thấy ngươi không? Ai biết hỏi nó sao hỏi con trời. Tên mù kia. Dạ. Ngươi có thấy tên bán dầu không? Dạ không. Ủa sao hắn nói ngươi nhìn chằm chằm vào hắn? Mày nhìn chằm chằm chứ ai thấy đâu trời. Mày có nhìn chằm chằm vào tao không? Dạ có. Mày có thấy tao không? Không. Đó nó trả lời rõ ràng quá đó Quang. Ủa vậy sao nhìn chằm chằm mà không thấy được? Nó nhìn chằm chằm lại nó rút canh đó Quang. Nó canh lúc mà con sơ hở, nó thò tay nó lấy tiền của con, nó bỏ trong người của nó đó Quang. À, tên mù kia. Dạ. Sáng giờ ngươi xin có được tiền hay không? Dạ thưa Quang, dạ con có xin được tiền. Mau đem ra đây cho ta coi. À, dạ. Tiền nào? Dạ đây. Đây. Ê, nhắm ăn được không? Không ăn được trả lại nè. Là cái gì? Cảm ơn. Đó, thấy ghê thiệt. Ăn hối lộ. Ổn sụp. Hối lộ cái gì mà hối lộ? Đây là tan chứng vật chứng, ta lấy để ta xử án. Hối lộ hồi nào? Ở đây không có hối lộ nghe chưa? Người dám du khống Quan hả? Ngậm máu phun Quan hả? Du khống! Du khống! Đã Quan. Đã công nhận là đã. Không có cơ hội đánh ông mấy Quan cho con ké một cái rồi Quan. Đánh đi. Mày ké hả? Tôi để ý thằng này nãy giờ nè. Quan ơi, nó đánh con muốn lật cái hộp sọ đâu á. Giờ đầu óc có còn minh mẫn nữa. Mấy Quan cho tiền con đi chụp ít Quan đi. Ai kêu mà đánh tham, hồi nãy đánh hai cái được rồi đánh thêm chi. Bên mù kia. Dạ. Nghe ta hỏi, ngươi đi ăn xin mà sao có được nhiều tiền như vậy?
tiền con đem từ ở nhà theo anh ơi. Đem ở nhà theo? Dạ. Ăn xin mà đem nhiều tiền như vậy để làm gì? Con mua heo. Cái gì? Nuôi heo? Nuôi lợn? Ăn thịt heo? Thịt lợn à? Sao mày sắc xanh thế? Mày ăn tao đi, mày ăn tao đi. Rồi, mày sắc xanh rồi, sắc xanh quá trời. Trời ơi, đánh 8 tiếng sau mà có tiếng tát. Cái con mập bấm nhạc mày chết tiệt á. Con này không phát lương cho nó nghe chương trình. Ê, nó đánh mày là vừa lắm á. Nó nuôi heo chứ bộ nuôi mày sao mày tức? Nó nuôi còn tức. Trời ơi, vô đi. Ủa nó bị gì vậy Quang, nó bị gì sao? Ủa làm gì mặt nó trắng bóc vậy? Nó đánh con giờ con phải vô sức kem nè. Trời trời, bị đau mà sức kem. Chắc trời đánh nó khùng rồi đó. Đúng rồi. Tên mù kia. Dạ dạ. Ta lại hỏi ngươi tiếp đây. Dạ. Ô nhà ngươi, nhà ngươi ở một mình hả? Dạ không, con ở với vợ con. Vợ ngươi có mù giống ngươi không? Dạ không, vợ con sáng mắt, mắt sáng lắm quạt. Không. Vậy sao vợ ngươi không đi mua heo mà lại nhờ ngươi? Tại nó bệnh. Nó bệnh. Mẹ ơi, nó bị bệnh à? Vợ nó bệnh. Ôi. Vợ tao bệnh chứ phải má mày bệnh đó mày la làng gì? Đó tử. Dạ. Lính đâu? Dạ. Mang một cái thau nước ra đây cho ta. Dạ. Quang ơi lấy cái thau nước ra cho con tắm thôi Quang. Tắm cái gì? Nè Quang. Ôi cái mong gì mừng đi. Các người hãy nhìn vào cái thau nước này đi. Bánh thần thiên địa ơi. Trời ơi nguyên một cái thau. Nước không. Cái thau nước thì phải có nước chứ không có nước chứ có cái gì? Vậy con nói lại. Chứ cái gì? Thánh thần tiên địa ơi! Nước ở trong thau không? Người đứng đó đi không cần phải nói nữa đâu. Đây chỉ là một cái thau nước bình thường thôi. Quang! Hả? Trời ơi! Con đẹp quá Quang ơi! Trời ơi Quang ơi! Cái gì vậy? Con mù con không thấy gì hết Quang ơi! Ta mệt các người quá. Hãy chụm đầu vào đây xem ta phá án đây. Đây là bao tiền. Ta sẽ thả những đồng xu này vào thau nước. Lẹn kẹn lên kẹn lẹn kẹn lên kẹn lẹn kẹn lên kẹn tụm 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 đồng. Ngươi làm gì vậy? Nó làm tiếng đồng. Minh họa tiếng tiền rơi á. Tiền rơi mà ha. Rảnh quá ha. Tiền rơi mà cái tưởng tượng như đi hầm cách nào. Ghê quá. Không có nói vậy nghe chưa. Tiền nó nặng như vậy á. Nó nhiều. Chú ý nhìn vô đây đi. Thấy có gì đặc biệt không? Thánh thần thiên địa ơi! Cái thau nước tiền không? Thì cái thau nước bỏ tiền vô thì phải có tiền rồi, nhìn lại! Dạ! Tiền nước thau! Nhìn lại! Thau nước tiền! Trời ơi! Còn cái dáng dầu nổi lên bền ở trên không thấy hả? Ồ! Quang nói con mới để ý! Trời ơi! Dáng dầu ở trên kìa giống y như tô phở bị đông lạnh vậy đó! Quá trời. Ngươi có hiểu như vậy có nghĩa là gì không? Là gì Quang? Trời đất ơi nãy giờ vậy cũng chưa hiểu luôn hả? Dạ chưa. Có nghĩa là tên mù của này nè lấy tiền của nhà ngươi. Hả? Trời Quang ơi con có lấy, con có lấy, không phải con lấy đâu Quang ơi. Ngươi còn chối nữa hả? Dạ, 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 tại sao con lấy? Tiền này là của tên bán dầu. Vì tay của hắn luôn dính đầy dầu. Khi mà hắn trao đổi buôn bán với lại các con buôn thì dầu dính vào tiền. Khi ta thả tiền vào thau nước chỉ có tiền lắng xuống, còn mỡ và dầu thì nổi lên trên. Điều đó chứng minh rằng tiền đó là của tên bán dầu. Ngươi còn chối cãi lên không? Nhưng mà con đuôi con đâu có thấy đường mà con lấy Quang. Đuôi hả? Tội chồng tội. Ngươi còn thêm một tội nữa là tội giả mù. Giả mù đâu? Trời ai giả mù sao mưa đâu? Giả mù nào trời? Ngươi giả mù thiệt luôn á. Không ai mà mù mà đi đánh con mắt đen thùi như ngươi hết đấy. Dạ con đánh mắt đen thùi để cho đừng chói. Chói cái gì? Mù mà chói hả? Lính đâu? Đánh cho hắn sáng mắt ra thì thôi. Dạ Quang ơi con lại Quang ơi. Dạ Quang ơi con lại con mù. Con không có mù. Đó. Con cấp tiền. Con cấp tiền. Con nhận tội. Thấy chưa? Hắn đã nhận hết tội rồi. Trời ơi mắt sáng quá Quang ơi. Ta rất là thất vọng về ngươi. Dạ. Lúc nào ta cũng muốn dân làng mình làm ăn lương thiện. Chỉ vì một con sâu, một con heo thôi mà làm rầu cả nồi canh. Luôn đâu bắt con heo này vô tù. Trời ơi tại vì tham lam với tiền ơi, ra tiền. Quang giỏi quá Quang, ra tà quá. Ừ.
xin được thay mặt cho tất cả các học trò của Minh Nhí cảm ơn tình cảm các cô chú, các anh chị và các bạn và các cháu đã trời mưa rất là lớn nhưng mà mọi người vẫn ở lại để xem cho hết chương trình của tối đêm nay. Đó là một tình cảm rất là quý báu. Và trong những đứa học trò của Minh Nhí thì cũng có một số bạn là cũng là quê hương Đồng Tháp và quê hương ở Đắp Giò, giống như là Lê Như. Minh Luân thì không có học Minh Nhí nhưng mà Minh Luân vẫn gọi Minh Nhí là thầy. Còn đây là tất cả những bạn học trò hiện giờ của Minh Nhí. Sở dĩ Minh Nhí về quê mình và muốn để cho học trò của mình diễn chung với mình, để Minh Nhí muốn là học trò mình phải biết quê hương của mình. Xin kính chúc cho tất cả chúng ta lúc nào cũng vui vẻ và luôn hạnh phúc. Xin tạm biệt.